Bữa nay sáng trăng đó nha. Cũng đỡ cho mình thấy đường chút xíu. Nay mình vô chỗ ông cụ lại nè. Hôm trước ông cụ chắc có lẽ là ông vẫn thương thôi nha. Thì mình đến đây thì mình đặt máy thôi cả nhà chứ. Ông ơi, hôm nay ông đến thăm ông nè. Ông ơi, không biết ông khổng đài niệm Phật sao rồi. Hôm nay chỉ còn cúng bánh cho ông à. Mấy lần trước còn cúng cho ông không ăn gì chứ. Bánh với nước cho ông thôi. Con là đơn giản. Nay ở đây có cái mùi gì vậy ta? Cái bàn cúng hôm nay mình không có đặt được ngay giữa ha. Nãy giờ con cũng quên chào cả nhà, thì con cũng chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì hôm nay con đến đây con thăm ông cụ. Con cũng không biết là ông cụ ông đọc, ông niệm sáu chữ Di Đà như thế nào rồi. Thì trước tiên con cũng xin phép là đến đây thăm ông thêm một lần nữa. Thì lần trước thì ông nói là ông niệm được sáu chữ Di Đà, nhưng mà tại sao không có ai rước ông đi? Thì con cũng có là
lý giải cho ông một số vấn đề về cái quán niệm của ông. Ông còn gìn giữ ở chỗ này, ông còn gọi chỗ này là của ông. Thì hôm nay con đến đây thêm một lần nữa, hy vọng là những gì con đã giúp ông chia sẻ với ông cách về Tây Phương Cực Lạc á, thì hôm nay con rất mong là con nói thật ra chân lương tâm của con rất mong là con sẽ không gặp ông. Vì con nghĩ nếu như con không gặp ông thì chắc chắn là ông đã thoát rồi. Còn nếu như con gặp ông thì con sẽ cố gắng. Hôm nay con quyết định con sẽ ngồi ở đây cùng niệm với ông. Nam mô A Di Đà Phật. Con đến đây thêm một lần nữa ông ơi. Ông mới ra đây gặp con ha. Nếu như ông còn hiện diện nơi này thì ông hãy ra đây gặp con. Thì con cũng rất mong là hôm nay con sẽ được gặp ông thêm một lần nữa nếu như ông còn ở đây. Và con càng mong hơn thêm một điều nữa là ông đã niệm được 6 chữ Di Đà và được Đức Phật A Di Đà dẫn đi. Cái điều đó là cái điều mong muốn của con. Bây giờ thì con sẽ ngồi đây thì hy vọng con vào con niệm Phật, con ngồi thiền, ông còn ở đây thì ông gặp con ha.
mình không tập trung được cả nhà. Hôm nay thì cũng như tới mùa lúa cả nhà, thì mấy người bằng lúa về cũng trễ, cứ nghe tiếng máy tiếng động hoài chứ mình không có tập trung được. Thì ông ơi, nãy giờ con chắc không biết được là nếu như ông còn ở đây ông cũng không có dám ra mặt, tại vì nãy giờ cũng thấy cũng hai ba chiếc xe chạy ngang, xe kéo lúa được không ạ? Có lẽ là tiếng ồn kinh động ông cho nên nó không ra mặt. Thì con sẽ ráng ngồi đây con chờ, nếu như ông còn ở đây thì ra gặp con để con có thể giúp được ông. Nam mô A Di Đà Phật. Ông chưa có đi nữa, ông còn ở đây. Con trước tiên thì cũng muốn là mời ông hưởng bánh con cúng. Dạ sao ông? Thì bây giờ con nói với ông như thế này. Ông đã niệm được 6 chữ Di Đà rồi, nhưng còn thiếu một cái này nữa. Thì lúc trước con có hỏi ông đó, ông thật sự ông buông bỏ hết chưa? Ông xả hết chưa? Giờ con hỏi thêm một lần nữa ha. Hiện tại bây giờ những thứ ở nơi này là của ai với ông? Những thứ này này là vô thường. Ồ, ông nhìn ra luôn. Ồ, của ai? Giờ con nói với ông như thế này. Nếu như đã là vô thường thì không còn, không có cái gì gọi là vĩnh viễn hết.
cho nên thì ông phải tin là trên có Đức Phật A Di Đà đang chờ ông nhất niệm rồi. Gọi tên Ngài, Ngài nghe thấy là Ngài xuống, Ngài ngước ông liền. Chỉ vậy thôi. Ông đừng, bây giờ ông đừng tin, đừng suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, và tin là Đức Phật A Di Đà sẽ xuống ngước ông đi. Thì con sẽ cũng như là ngồi ở đây, thôi bây giờ như thế này, con cũng không muốn làm phiền ông. Ông cứ nhất tâm ngồi niệm, con sẽ để cái máy ở đây, và đây sẽ giúp cho ông, tiếp cho ông thêm một cái tinh thần cố gắng niệm Phật. Bây giờ ông cứ ngồi xuống, con sau khi không là con sẽ đi ra, con sẽ ngồi ở bên ngoài con chờ. Nếu như con chở vô con gặp ông thì con cũng hơi buồn, nhưng mà con sẽ cố gắng giúp ông thêm. Còn nếu như con chở vô mà con không gặp ông là ông đã thoát rồi nghe. Thì nếu như ông biết được, con cũng rất là mong, tại vì những cái vong linh trước con giúp được á, con không nhận được một cái sự gì đó gọi là cũng như một cái lời dặn dò nào của bất cứ một cái vong linh khi đã sẽ giải thoát. Thì con cũng muốn nếu như ông nhất tâm được và nhìn thấy Phật xuống gước ông đi, thì ông hãy để cho con lại một cái dấu hiệu gì đó để cho con biết được là ông đã đi rồi và ông đừng giải thoát. Thì giờ con đi ra thì ông cứ việc ngồi ở đây và niệm Phật ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Ông còn ở đây không? Nếu ông đã được giải thoát, con xin ông hãy gắng tu niệm ở nơi đất Phật A Di Đà mà hồi hướng về cho tất cả chúng sanh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh nơi miền cực lạc, giúp cho tất cả các vong linh, người đời, ma quỷ, súc sanh, tất cả đều được sáng suốt mà tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ cái nhà mình thì thật sự là mình cũng còn không còn thấy ông ở đây, không biết là như thế nào, thì về mình xem lại mới biết được cả nhà. Thì mình cũng rất mong là ông được nhất niệm. Nhiều khi thì mình cũng lo là khi mà ông niệm, mà ông niệm được lại không ai rước ông đi á. Nhiều khi một cái vong linh họ rất là cần được, nhưng mà không, khi mà họ nhất niệm rồi lại không được. Cái kiểu như là muốn được đi, tâm không được tịnh, rồi cứ sợ lo rồi niệm không được. Mình sợ ở vấn đề đó thôi. Còn theo như ông hồi nãy là ông có hỏi mình xong hết rồi. Nó thật sự là tin tưởng vào 6 chữ Di Đà và tin tưởng vào có Đức Phật A Di Đà thì Ngài sẽ rước ông, đúng không? Thì sau khi mình nói như vậy á, thì ông quyết định là ông ngồi đây ông cùng nghe tiếng niệm Phật và lắng nghe thật kỹ rồi niệm. Thì bây giờ mình cũng không biết sao nữa cả nhà, nhưng mà về xem lại cho chắc ăn. Thì bây giờ mình xin kết thúc video nha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha.